Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với chuyên mục RTK Radio, một chuyên mục mới trên kênh RTK Media, lên sóng đều đặn vào tối thứ tư cách tuần. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục câu chuyện còn dang dở trong chương 1 của World of If. Cuối tập trước, Shinji đang chuẩn bị quay trở lại thế giới gương để đương đầu với Ocha và Tiger. Những diễn biến tiếp theo của câu chuyện này là gì? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhé! Ocha vung mạnh lưỡi kiếm, đánh liên hồi tới tấp vào Tiger. Đòn đánh nhanh và hiểm đến mức khiến cho Tiger chẳng có cơ hội để phản công. Tất cả những gì mà hắn có thể làm chỉ là giơ chiếc vuốt hổ lên như một tấm khiên để chống chịu những đòn đánh chết người của Ocha. Nhưng có vẻ như việc này chẳng tiếp tục được bao lâu nữa. Hắn sắp kiệt sức rồi. Hẳn đây là một sai lầm. Tiger chắc chắn là kẻ thù và hắn muốn giết Yui. Nhưng Ryuki không thể chịu đựng khi phải nhìn thấy một Rider khác phải chết. Anh chạy vào nơi cuộc chiến đang diễn ra, ôm lấy thân giữa của Ocha và cố siết chặt lại để ngăn cho hắn cử động. Chạy ngay đi, mau lên, Ryuki ra lệnh. Tiger nhanh chóng tẩu thoát. Ryuki cũng biết rõ rằng trước sau gì anh cũng sẽ phải ngăn chặn Tiger tiếp cận Yui. Nhưng có lẽ cho đến khi đó, anh cũng sẽ có thể ngăn hắn mà không cần phải sử dụng vũ lực. Thế nhưng điều này hoàn toàn là sai lầm. Ocha đánh vào lưng của Ryuki bằng chuôi kiếm của hắn, buộc anh phải buông tay ra. Hắn nhanh chóng quay người và sút ngay dưới cằm Ryuki, nhưng anh đã kịp lăn một vòng để tránh những đòn đánh tiếp theo của Ocha. Là mày đang cảm thấy vui lắm nhỉ? Ocha cười lớn. Tao biết có một cách khiến cho mọi chuyện trở nên vui hơn đấy. Một cơn gió kỳ lạ thổi đến khi hắn giơ lên một lá bài. Không gì khác, đó chính là tấm survive card của Ren. Vừa nhận ra điều đó, Ryuki bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chậm rãi đứng dậy, Ryuki bắt đầu nhớ ra, hẳn là Ren đã định sử dụng card này khi cậu ta nhận lấy đòn đánh đó giúp anh. Shinji bắt đầu ăn năn. Chuyện này sẽ không xảy ra nếu như anh chú ý trong trận chiến. Giá mà khi đó anh đã trả lời điện thoại khi Ren kêu gọi sự giúp đỡ, nếu như anh không tức giận bỏ đi và để lại Yui trong quán khi đó. Visor của Ocha trở thành một tập thể kỳ lạ gắn ở cổ tay hắn. Nó lúc này vừa là khiên vừa là kiếm. Bề ngoài thì có vẻ tương đối giống với chiếc của Knight Survive, chỉ có điều là tấm khiên kia dường như đã được khoác lên mình hình hài của một con rắn hổ mang, và thanh kiếm trông như thanh kiếm bình thường của Ocha. Trên giáp vai Ocha lúc này xuất hiện một lưỡi kiếm kỳ quái và có chút gì đó độc ác. Chiếc mũ của Ocha như trùng xuống, ôm lấy cả phần cổ. Thứ này, cho đến nay, hẳn là điều đáng sợ nhất mà Ryuki đã từng thấy. Ocha Survive lắc cổ, tỏ vẻ thỏa mãn trước khi xông vào Ryuki. Không còn lựa chọn nào khác, bản thân Ryuki lúc này cũng phải dùng Survive thôi. Ngọn lửa rực sáng ôm trọn lấy anh, cố gắng để giữ khoảng cách với Ocha. Drag Visor biến mất khỏi cánh tay anh sau khi được bao bọc bởi cơn lốc lửa, tạo thành chiếc Drag Visor Sway. Anh ta đặt chiếc thẻ Survive vào. Và chỉ trong chớp mắt, Ryuki Survive đã thực sự xuất hiện. Từ chiếc visor của Ryuki bỗng mọc ra một lưỡi dao, và ngay khi đó, anh ta chẳng ngại gì mà lao vào tấn công Ocha Survive. Lưỡi kiếm lao vào nhau một cách mạnh mẽ, lực mạnh đến mức khiến cho cánh tay của Ryuki trở nên đau nhức. Cơn đau ấy làm anh nhớ ra chính Asakura đã đập cánh tay của anh khi trong nhà của Kitaoka như thế nào. Và anh biết anh sẽ có một cuộc chiến khó khăn với hắn ngay tại đây, bằng chính cánh tay bị thương này. Anh có thể quên đi những cơn đau trong những trận chiến trước đây, nhưng giờ điều đó là không thể. Anh không thể tập trung được, quá nhiều thứ đang làm anh lo lắng, và điều đó thật khó để khiến anh có thể quên rằng anh đang bị thương. Ocha là một kẻ cuồng chiến, hắn liên tiếp tấn công vào những chỗ hiểm, nơi mà áo giáp mỏng nhất như cánh tay, bụng và chân. Ryuki phản công mạnh mẽ nhất có thể, nhưng cánh tay của anh đã quá đau để những đòn đánh kia thật sự có được hiệu quả. Một cú đánh khác vào mặt khiến Ryuki trở nên quay cuồng, và rồi anh đã chẳng kịp phản ứng trước một đòn đánh mạnh vào cánh tay. Cánh tay anh lúc này đã hứng chịu quá nhiều, nó như dã rời ra, và thậm chí Ryuki phải dùng hết sức lực của mình để giữ chiếc Drag Visor Sway không rơi khỏi tay. Cố gắng chân tĩnh, anh nhanh tay rút tấm thẻ tiếp theo và sử dụng. Drag Rider gầm lên và bay vào trận chiến, tiến hóa thành Drag Ranger. Một cơn bão lửa rơi xuống Ocha, buộc hắn phải lùi bước và lấy ra một tấm bài khác. Chẳng mấy chốc, Venom Snaker xuất chiến và tiến hóa lên dạng Survive, Venom Viper. Sau khi phun ra nọc độc, nó hóa thành một chiếc xe máy và Ocha nhanh chóng nhảy lên đó. Ryuki nhận ra sự nguy hiểm đã cận kề, anh rút lá bài Final Vent ra và cho vào Visor, nhưng Drag Rider chẳng hề có đủ thời gian để biến hình trước khi anh hứng chọn Final Vent hiểm ác của Ocha. Drag Ranger phát nổ dữ dội, Ryuki thì bị nọc độc tấn công và bị Venom Viper hất văng một đoạn khá xa. Giáp của Blankform bị vỡ tung ra khi deck của anh bị nọc độc ăn mòn. Ryuki đã bị đánh bại hoàn toàn, phần còn lại phụ thuộc vào sự nhân từ của Mirror World.
Sôi máu quá, mày chết dễ vậy à? Oja bỏ đi, sẵn sàng săn con mồi tiếp theo. Trong khi đó, thân thể của Shinji thì đang dần tan biến. Nhưng mặc dù anh ta bất tỉnh, anh ta vẫn có thể nghe thấy tiếng con rồng đang gầm gừ ngay phía trên. Và anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của ai đó đang dần đi về phía anh. Kẻ đó mặc đồ đen, và Shinji đột nhiên nhận ra hắn có vẻ ngoài giống hệt như anh. Dường như anh ta đang tự nói chuyện với bản thể của chính mình. Sau lưng hắn là một con rồng, giống với Dark Rider, nhưng chỉ khác là nó được bao phủ bởi màu đen. Con rồng huyền bí và có chút gì đó đáng sợ kia bay thấp xuống, cuộn tròn lại vòng quanh người hắn. Bản thể kia bắt đầu lên tiếng. Ta có thể cho ngươi sức mạnh, một sức mạnh đủ để cứu được Jui và Ren. Bản thể kia của Shinji hứa hẹn. Bằng cách nào đây? Shinji có ý muốn hỏi. Hãy cho tôi biết đi. Mặc dù Shinji không thể nói ra lời, song bản thể ấy vẫn hiểu và trả lời anh. Đầu tiên, ngươi phải cho ta một thứ. Shinji do dự, không chắc rằng liệu mình có thể tin được kẻ này hay không. Nhưng dường như hiểu được sự do dự đó, gã mặc đồ đen đó nhắc lại. Không còn nhiều thời gian đâu. Nếu bỏ lỡ, ngươi sẽ không bao giờ có thể cứu được họ. Đó là tất cả những gì Shinji cần. Anh thốt lên yếu ớt. Được. Cái bóng nhếch mép cười. Nhưng trước khi Shinji có thể nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm lớn, con rồng đen gầm lên rồi bay thẳng vào trong cơ thể anh. Để rồi khi anh tỉnh dậy, bản thể kia đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có duy nhất một Kido Shinji ở nơi này, còn sống và mạnh mẽ. Đứng dậy ngay chỗ lúc nãy anh đã gục ngã, một bộ đếch màu đen nằm gọn trong tay anh và quanh eo vẫn còn đó chiếc thắt lưng. Bộ giáp màu đen bóng, giống hết với bộ giáp của Ryuki đã được triệu hồi, bao bọc lấy thân thể của Shinji. Bộ giáp chuyển thành màu đen hoàn toàn càng làm cho đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ trở nên đỏ rực hơn bao giờ hết. Kamen Rider Ryuga xuất hiện, bắt đầu đi tìm Jui. Jui đang nằm trong tay bọn Alternative, ở phòng 401. Kanzaki nói, trong đầu Ryuki vang vọng tiếng giọng nói của hắn ta. Và chẳng cần đến chỉ dẫn, mọi thứ hoàn toàn hợp lý ngay trong đầu của Shinji. Hẳn là Jui phải ở nơi đó, nơi mà Kanzaki đã thực hiện những thí nghiệm của hắn ta, nơi mà chính Kagawa và những người học trò của ông nghiên cứu về cách kết thúc Rider War. Đúng vậy, ngay tại nơi này, họ còn đi đâu được nữa chứ? Drag Blacker gầm lên khi Ryuga lặng lẽ ra lệnh cho nó bắn một quả cầu lửa màu đen vào bức tường của phòng thí nghiệm. Hầu như chẳng cần đến lá bài để điều khiển, Ryuga và con rồng như đã là một thể thống nhất, là bóng tối, một sự đối lập hoàn hảo với màu đỏ tươi sáng của Ryuki trước đó. Một đám khoảng 12 tên Alternative đang ở trong phòng thí nghiệm, bao vây quanh Jui và đang nhìn chằm chằm vào Ryuga và Drag Blacker. Dường như chúng đang vô cùng ngạc nhiên. Shinji-kun, Jui khóc. Anh nhảy qua khoảng trống giữa các tòa nhà và hạ cánh ngay trong một phòng thí nghiệm một cách lạnh lùng, chẳng hề để ý đến Jui. Nếu như là Shinji, thì hẳn anh ta sẽ sốt sáng đến chỗ Jui và hỏi han cô ngay lập tức. Sẽ làm tất cả mọi thứ với khả năng của mình để chắc chắn rằng cô đã được an toàn tuyệt đối. Nhưng anh ta không còn là Shinji nữa. Anh ta gằn giọng nói. Giờ đây, ta là Ryuga. Một vài Alternatives lúc này đã rút kiếm ra và sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng, đối với Ryuga thì bọn Alternatives này chẳng đáng bằng mấy đứa nhóc con. Nhanh như cắt, anh ta né tránh được mọi đòn tấn công, rồi đặt lá bài vào chiếc visor. Nhanh chóng, quyết đoán, anh ta phản công lại và chém liên hoàn vào ba tên Alternative. Thứ nhất chém cực mạnh, cực sâu, cứ thế mà giáng vào đám Alternative. Tiếng kiếm loảng xoảng rơi xuống sàn nhà, đi kèm với đó là tiếng thét lác, tiếng kêu gào của những con người đang nằm phía sau bộ giáp. Chẳng muốn lãng phí nhiều thời gian hơn trong trận chiến này, anh ta đánh bại lần lượt các Alternative ở trước mặt, để rồi cuối cùng sử dụng một lá bài khác. Drag Blacker bay dọc theo Drag Law giữ trên tay Ryuga. Không chờ đợi một phút nào, Ryuga ngay lập tức chạy về phía Alternative và Alternative Zero. Zero giữ cổ tay Jui để giữ cô khỏi chạy. Trong khi đó, Alternative tiến đến chỗ cô với một thanh kiếm. Không chút lưỡng lự, Ryuga nhắm vào lưng của Alternative, rồi trong nháy mắt, Drag Blacker đã xuất ra đòn tất sát, đoạt mạng Alternative. Hắn ngã dúi về phía trước, thanh kiếm trên tay rơi xuống mặt đất, rồi bộ giáp theo đó cũng biến mất. Jui kinh hãi nhìn chằm chằm vào cơ thể đang dần tan biến của Nakamura. Dường như chẳng thèm bận tâm, Ryuga hướng lưỡi kiếm của mình vào Zero. Vậy là Kenzaki đã sai mày đến để phá tao sao? Nhà khoa học buông lời đoán. Không, đó là Shinji-kun. Jui phủ nhận, có gì đó không ổn với anh ấy. Shinji-kun không còn là Shinji-kun nữa rồi. Ryuga kéo nắm đấm lại, tính xuất chiêu bằng Drag Claw thêm một lần nữa. Nhưng với sự ngạc nhiên của anh, Jui vội vàng đè Zero xuống đất. Ngọn lửa đen lóe lên trên đầu họ, phá hủy những tấm gương đặt trên tường. Cô đã cứu tôi. Zero ngạc nhiên nói, nhìn cô chằm chằm. Ryuga do dự một lúc, thắc mắc tại sao Jui lại cố cứu người đã cố giết cô. Nhưng anh ta lúc này chẳng hề nao núng, cũng không hề có ý định dừng tay. 11 tên Alternative vẫn còn sống sót đang dần hồi phục và đang bao vây lấy anh.
Trong cơn chiến đấu điên cuồng, anh không còn để ý đến Yui và Zero nữa, để rồi đến lúc quay lại, anh ta nhận ra cả hai người đã biến mất từ lúc nào. Anh ta chặn mọi đòn tấn công bằng Drag Claw. Bỗng, một Alternative nắm chặt chiếc Claw, dùng hết sức đẩy Claw ra khỏi lưỡi kiếm của hắn, nhưng điều này quả thật là sai lầm. Chỉ trong khoảnh khắc này, Drag Claw vừa tầm có được hướng bắn hoàn hảo đến mục tiêu, một Alternative khác. Ngọn lửa đen bắn ra, trúng giữa lồng ngực của một Alternative. Hắn ta ngã gục xuống rồi tan biến ngay lập tức. Kẻ lúc nãy vừa đẩy tay Ryuga ra, chưa kịp định thần thì Ryuga đã đánh văng cây kiếm của hắn rồi dùng Drag Claw tấn công vào vùng giáp bụng. Tên Alternative thét lên đau đớn trước khi chết. Ngay lúc đó, Ryuga nhận ra rằng đó là tiếng hét của một thiếu niên. Sự nhận thức này đã đánh thức thứ gì đó trong trái tim của Ryuga. Không, không đúng, điều này là sai, thật sự rất sai. Anh lại tiếp tục do dự, gần như trở nên dao động. Trong lúc không chú ý, một Alternative khác đã dùng kiếm tấn công Ryuga. Lần này dường như đã lấy lại bản năng hiếu chiến cuồng sát của mình. Ryuga đã trở lại, tấn công dữ dội hơn lần trước. Hắn bắn ra quả cầu đen với kích cỡ cực lớn, gây ra một vụ nổ chấn động làm rung chuyển cả một tòa nhà. Các Alternative còn sống sót thực sự đã quá đỗi tuyệt vọng, lùi bước về phía sau, tìm cơ hội thoát thân. Ryuga đã chuẩn bị sẵn một lá bài, hắn khẽ quẹt vào Visor. Một tiếng gầm lớn phát ra, Drag Blacker phun ra ngọn lửa màu đen cực lớn, trong khi Ryuga nhanh chóng bay ra khỏi tòa nhà. Tất cả mục tiêu của anh giờ đây đã bị thiêu rụi. Ryuga nhẹ nhàng, chậm rãi hạ cánh bên tòa nhà, nơi Yui và Zero đứng không xa. Anh từ từ bước về phía họ. Sợ hãi, Yui quay sang Zero và cầu xin. Nói cho tôi biết đi, làm sao tôi có thể ngăn anh ấy lại đây? Làm thế nào chúng tôi có thể ngăn chặn những điều kinh khủng sắp xảy ra? Vị giáo sư tiếc nuối nói rằng, cô chẳng thể làm được gì ngoài việc đi chết đi. Và đó là điều hoàn toàn không được phép xảy ra. Ryuga tiếp cận, chuẩn bị đợt tấn công mới. Kamen Rider Tiger đang nhắm vào Yui. Mọi việc diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Ryuga không có cách nào để hiểu được những gì đã xảy ra hay tại sao. Mấy lúc trước, anh đã nhìn thấy Tiger đang trong tư thế sẵn sàng tấn công. Và chỉ ngay sau đó, anh đã nhảy ra trước mặt Yui, hứng chọn bộ móng vuốt của Tiger ở ngay giữa ngực. Anh nắm chặt lấy bộ vuốt của Tiger, nhưng anh không chịu rút nó ra. Anh hiểu rằng nếu làm như vậy sẽ chỉ khiến Yui gặp nguy hiểm hơn. Yui, từ trong bóng tối, Shinji hỏi, Yui-chan, cô không sao chứ? Nghẹn lại một tiếng nức nở, cô gật đầu. Vậy tốt quá rồi, anh trả lời. Móng vuốt ngày càng cắm sâu hơn vào phía trong lồng ngực của Ryuga. Quả thật là một phép lạ khi anh ta vẫn còn sống. Nhưng sau cùng thì, thực ra thứ đã chết chính là cái bản thể độc ác kia. Chính Ryuga đã chữa lành cho Shinji sau trận chiến với Ocha và hắn đã chiếm lấy thân xác của anh. Thế nhưng giờ đây, Shinji đã hoàn toàn lấy lại quyền làm chủ bản thân mình. Hãy để tôi kết thúc, Shinji khẽ nói. Shinji đẩy Tiger lùi lại, cố gắng gỡ chiếc vuốt ra khỏi lồng ngực. Cơn đau cực kỳ dữ dội, nhưng vì lợi ích của Yui, anh cố gắng hết sức để cô không nhìn thấy vết thương. Anh cố trụ vững trên mặt đất rồi rút ra một tấm cát. Cơ thể Shinji giờ đây chẳng còn chút sức lực nào nữa, nhưng anh dồn hết những gì còn lại để đẩy mình lên không trung. Drag Blacker cứ thế lượn quanh anh. Shinji lúc này thậm chí còn không đủ sức để thực hiện Rider Kick trong không trung theo cách bình thường, nên anh ta chỉ đơn giản là mở rộng chân của mình khi Drag Blacker phun ra ngọn lửa đen bao bọc quanh anh khi anh thực hiện đòn tất sát. Cuối cùng, Tiger cũng trúng đòn. Hắn loạn choạng lùi lại vài bước rồi ngã gục. Cơ thể hắn dần tan biến. Ngước nhìn về phía Zero, hắn thốt ra những lời cuối. Em xin lỗi thưa giáo sư. Em đã không thể trở thành một người hùng. Tiger xin lỗi một cách yếu ớt trước khi hắn tan biến. Mọi chuyện đã kết thúc, Yui đã được an toàn, Ryuga thì đã biến mất, và Shinji này đã giết người. Trái tim anh như nặng trĩu thêm. Shinji quỳ sụp gối xuống, quỳ hiến thân. Yui ôm chặt lấy anh ngay trước khi anh ngã xuống, khóc to tên anh. Yui-chan, tôi xin lỗi, tôi đáng lẽ không nên giết anh ta, Shinji thì thầm. Yui lắc đầu. Anh đã ngăn anh ta lại, anh đã cố hết sức để bảo vệ cho tôi cơ mà. Cô ấy không hiểu, mọi chuyện chẳng hề đơn giản thế. Shinji đã làm điều mà anh ta ghét nhất, điều mà anh không bao giờ có thể tha thứ được bất kể là gì. Nhưng tôi đã giết tất cả những người đó, những Alternative. Nước mắt chảy xuống má Yui khi cô khăng khăng rằng, đó không phải là anh, Ryuga đã làm thế, bây giờ anh được tự do rồi. Anh cố gắng ngượng cười, mặc dù Yui vẫn đang khóc, nhưng có lẽ ít nhất anh có thể chết một cách tự do với những người bạn của anh còn sống. Ý giờ tôi đã giải quyết hết xong mọi chuyện, tôi đã cứu được cô, cứu được cả Ren nữa. Chưa bao giờ việc giữ cho mắt mở lại khó như thế với Shinji. Nhận ra điều chẳng lành, Yui cầu xin. Làm ơn đi, Shinji-kun, đừng chết. Tôi xin lỗi vì đã làm cô khóc. Anh không hề muốn Yui buồn. Anh không muốn bất kỳ ai phải chịu đựng đau khổ. Không phải Yui, không phải Ren, không phải Kitaoka hay Asakura, hay thậm chí là Kanzaki. Ren luôn nói đó là điểm yếu lớn nhất của Shinji. Quan tâm quá nhiều, luôn để tình cảm lấn át. Nhưng có lẽ bây giờ Shinji là người biết rõ hơn ai hết. Anh không thể vô cảm như Ryuga. Một sức mạnh đen tối đã hủy hoại anh. Nó tuy mạnh nhưng chẳng thể cứu được ai cả.
Shiji nhận ra rằng cách duy nhất để anh có thể cứu bạn mình là bằng sức mạnh thật sự của chính anh. Nói với Ren. Shinji bắt đầu cố gắng để nói thành lời, nhưng trong anh giờ đây chẳng còn chút sức lực nào nữa. Anh khẽ gật nhẹ đầu. Bằng cách nào đó, anh có cảm giác Ren rồi cũng sẽ hiểu. Nhắm mắt lại, anh để mình chìm dần, tan biến vào trong bóng tối vô tận. Vậy là chúng ta đã đi hết chương 1 của Kamen Rider Ryuki, World of If. Ở tập tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp diễn biến của câu chuyện trong chương 2 ra sao nhé. Nếu các bạn yêu thích những video của chuyên mục radio này, hãy like và share nó. Đồng thời, để lại những comment ở phần bên dưới về cảm nghĩ của các bạn đối với câu chuyện này, cũng như với clip của nhóm nhé. Đừng quên subscribe cho kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất được chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Annet đã tất cả phong ấn. Mày là cuối cùng. Joker. Tôi và mày là chỉ có chiến đấu thôi.